Xin chào quý phụ huynh, quý học viên. Một cái đàn organ có thể luyện luyện tập giá chỉ khoảng 700 ngàn thôi. Đây là cây đàn Columbia. Columbia thì nó cũng Nhật, của Nhật. Cái đàn này thì nó khá là gọn. Cái đàn này 700 ngàn. Các cháu thiếu nhi 3, 4 tuổi, 5, 6 tuổi thì phụ huynh mua về để cho các cháu luyện cho vui thì cũng khá tốt, cũng có nút mở tắt rất là tốt. Nó khoảng 30 style, 30 điệu, 50 voice, tiếng nó khoảng 50 voice. Về bài hát tham khảo thì nó khoảng 50 bài hát. Cái đàn này thì nó có ít phím hơn so với cây đàn organ bình thường. 1, 2, 3, 4 49 phím. Này nó có metronome. Đây là volume lớn nhỏ. Metronome thì nó có tempo nhanh chậm. Nên cây đàn này nó đầy đủ, đáp ứng đầy đủ tính năng của một người mới học. Có cháu thiếu nhi mua về để mà luyện nó cũng khá là tốt. Đây, nó có style, mà chọn style. Đây, trong style nó cũng có cha, cũng rumba đủ, ok. Giờ tôi chọn style rumba cha đi. Cha thì số 22 này. Không, 2 này. 22, rồi, cha. Voi, có thể chọn tiếng string, nói chung là nó rút gọn. Chứ về cơ bản thì nó cũng những cái mình cần học thì nó cũng ok. Bino, violon, string, chọn tiếng string, tiếng violon ha, 26. Đây. Đấy. Ok. Certain, ok, đầy đủ luôn. Rồi hợp âm. Hợp âm là cho. Rồi, nhạc vô play. Nít mua về học ok.
đây này chỗ trung tâm mình bán ra là 700 ngàn. Cảm ơn em đã theo dõi.